Ngày 25 tháng 1, một tàu của Thái Lan đang trên hành trình từ Busan, Hàn Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh. Khi cách Đà Nẵng khoảng 355 hải lý thì một sĩ quan trên tàu bị đột quỵ. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR-412 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Dạng sáng nay 26 tháng 1, tàu SAR-412 đã tiếp cận tàu của Thái Lan và triển khai cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân được chuyển về đất liền an toàn và đưa vào bệnh viện 199 để tiếp tục điều trị.